chào các em. Và video ngày hôm nay chúng ta có một cái hộp trò chơi thần bí rất là xinh luôn nha. Wow. Đây, các em hãy nhìn nè, rất là đẹp luôn nha. Đó, bây giờ chị sẽ mở ra. Để xem. Ta-ra-ta-la, hộp này chúng ta đã được chơi và xem rồi đúng không? Bây giờ các em thấy đó, rất là đẹp. Ở bên trong của chúng ta là những mảnh ghép, quần áo, màu tóc, rồi nón, những cái trang phục nó được lộn xộn xà nổ xà ngấu ở trong cái hộp này luôn nè. Đó, thấy chưa? Rồi, và chúng ta còn có thêm là 4 tấm thẻ những cái người mẫu đã được mặc đồ và trang phục rất là đẹp. Và mỗi tờ như vậy thì nó sẽ có 2 mặt nha. Đó, còn đây là quần áo nè. Đó, theo ra thì xem video trước thì các em đã biết là những cái quần áo nó được tháo ra từ trong một miếng bìa cứng như thế này ha. Đó, nó được lắp như thế này rất là xịn nè. Sau đó thì chị bóc nó ra và nó được những mảnh nhỏ như thế này. Đó, các em thấy không? Chúng ta có những cái mảnh nhỏ như thế này. Đó, rồi, ở trên đây. Đây, mấy em thấy không? Là những cái hình mà chúng ta chưa có mặc đồ trang phục. Đây là hình cô gái nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi. Các em có đồng ý chơi với chị không? Đó, bây giờ chị sẽ triển khai nội dung chơi nha. Bây giờ chị sẽ để cái hộp này qua một bên và chị sẽ dùng tấm thẻ và chị sẽ tung nó lên. Chị sẽ dùng một cái tấm đầu tiên trước và chị sẽ tung nó lên. Khi mà nó rớt xuống á, nó trúng cái mặt nào thì mình sẽ kiếm quần áo để thay cho nó y chang với tấm thẻ này. Các em đồng ý không? Và bây giờ chị sẽ bắt đầu với tấm thẻ đầu tiên nha. Đây là tấm thẻ màu tím nè. Bây giờ chị sẽ tung nó lên nha. Rồi, đó, nó rớt ở trên đây nè mấy em ơi. Đó chính là hình giống như là một cô bé có hai cái má hồng. Đây là cái hình này nha. Đó, đây cái tấm hình nó sẽ như thế này. Đây, giờ chúng ta cùng nhau nhìn nè. Ta-da, đầu tiên là tóc nha, một màu tóc tím nè. Còn đây là cái hộp thần kỳ. Tóc tím đâu, cái này đúng không ta? Không phải. À, chị đã tìm ra được mảnh màu tím rồi. Bây giờ xem nè, mình sẽ để qua một bên nha. Đó, mình sẽ để qua một bên, sau đó là lát mình sẽ dán vô. Rồi, tiếp theo là một cái bộ đồ. Một cái váy nè, chị đã tìm được cái váy rồi nha mấy em. À, cái váy màu tím. Rồi, tiếp theo là cái áo. Áo chấm bi đâu rồi? Áo nào ta? Các em nhớ nhìn kiếm phụ chị nha. Đây, chị đã kiếm được rồi nè. Còn thiếu cái gì nữa không? Hết rồi nha, xong rồi. Rồi, bây giờ là bước mà chúng ta sẽ thực hiện theo tấm hình. Mình sẽ để ở phía bên đây. Tăng 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 tăng. Cái chiếc váy trước nè, xong. Sau đó là chiếc áo nha. Rồi, đây là mái tóc. Rồi, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại là nó đã giống trong bức hình rồi chưa? Còn thiếu gì không? À, nó đã giống rồi nha các em nha. Đó, xong rồi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục lần tung thẻ thứ hai. Ý, mình không có chơi thẻ này nữa. Thẻ này thôi mình tung lên nữa đi. Nếu như mà nó trúng cái này nữa thì mình sẽ không làm. Còn trúng cái này thì làm ha. Đây, mình tung tiếp. Ý, nó lại trúng cái này nữa rồi. Thôi thì thay luôn mốt cái phần bên đây cho các em xem mình. Bây giờ mình sẽ thấy nó xấu đồ ra. Rồi, là một cái mái tóc màu xanh. Đây nha. Đó, chị đã kiếm được mái tóc rồi nè. Rất lẹ luôn rồi, chị đã thấy. Cái này nó ít nó còn đỡ, chứ mà nhiều quá thì chúng ta không có tìm ra được. Đâu rồi? Cái váy này đúng không ta? Không đúng nha mấy em ơi. Trời ơi, chúng ta tới 5 cái thẻ rồi nha. Áo này cũng không đúng luôn. Vậy rốt cuộc là nó nằm ở đâu rồi? À, tìm được chiếc váy này nè. Xong chiếc váy rồi nha. Bây giờ tới cái áo, rốt cuộc là nó nằm ở đâu vậy ta? Các em kiếm phụ chị coi. Nằm A. Là cái này không? Không phải. Mau xuất hiện. Xong luôn rồi, chị kiếm không ra cái áo mấy em ơi. Không, à cái này nè. Quá luôn, quá lâu để kiếm ra ha. Rồi, bây giờ tiếp nè. Mái tóc nha, mình sẽ đợi mái tóc lên trước. Đó, xong là tới cái áo nè, mình sẽ đặt khung hình lên trên. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Bây giờ tiếp theo cái tấm này đi ha. Tấm này của chúng ta là có mặt xanh, hai mặt xanh luôn, nhưng mà kiểu tóc thì khác nhau nha. Tấm này mình phải nấu xanh. Tiếp theo đây là tấm thẻ màu xanh nè. Mình sẽ đi kiếm tiếp nha. Trang phục nào thay xong đó chị sẽ để qua một bên, chứ để lộn xộn lát mà mình mất công mình lại đi tìm. Mái tóc màu xanh, cái này phải không? Hình như không phải. Đây, chúng ta sẽ dời lên. Cái này hả? Không phải. Cái này cũng không phải luôn. À, chị thấy rồi nha. Mái tóc này nè, cái tiếp là váy và áo. Nhức đầu thiệt luôn á mấy em ơi.
Ủa sao nó không có ta? Hình như là nó không có nè em. Ý có nè. Trời ơi, kiếm không kỹ rồi là không có. Áo. Áo này không phải. Đây, xong rồi nha. Ta-da. Bộ đề công chúa với chiếc váy xanh. À, xịn chưa, đẹp chưa, y chang như khung hình luôn. Rất là dễ thương nha. Rồi, bây giờ mình sẽ sang mặt kế tiếp. Đó chính là tóc màu vàng. Đợi nó. Bây giờ mình sẽ đi kiếm tóc vàng. Đây, đợi nó nè. Rồi, chị sẽ lấy tấm thẻ cho các em xem để các em kiếm phụ chị nha. Chiếc áo nè. Cái tiếp là chiếc váy màu xanh rồi, đây. Bây giờ thì mình thay trang phục vào thôi nha. Đấy. Áo. Chị thèm. Ơi, được chưa? Đó, ta-da, rất là dễ thương luôn. Từ nãy giờ mình trả được mấy cô công chúa rồi, 4.000 công chúa rồi đúng không? Và các em nhớ là phải nhớ kỹ hình ảnh, nhớ chụp màn hình lại, xem 4.000 công chúa của chúng ta. Sau đó mình sẽ thực hiện chương trình thi để xem là nàng công chúa nào xinh đẹp nhất nha. Rồi, chúng ta đến với tấm thẻ kế tiếp. Giờ mình tung gì nữa, mình thổi tung luôn đi. Đó, mình tung chủ yếu là mình thay đồ cho nàng nào trước thôi. Đây, cô này tóc vàng ở đây. Cô này nè, nếu mà không có thì mình sẽ như thế nào? Bên đây hả? Cái hai này nữa. Mình thử ra cái này ở đây đi. Cái này bên đây nó có đời nấu sẵn rồi. Mình chọn hàng này đi. Đó, mình kéo lên. Kiếm phụ chị nha, một mái tóc màu vàng. Ấm ba la, xì bùa, ấm ba la. Đâu rồi? Không thấy nè em ơi. Bị lạc ở đâu rồi? Các em có thấy không? Thấy thì chị với. Không thấy mái tóc vàng đâu hết. Mái tóc vàng có nơ. Xong rồi. Mình thấy không kiếm. Đây nè, tất cả các mái tóc của chúng ta là nó còn như đây. Mà tại sao chị lại không thấy mái tóc vàng ta? Đó. Tóc đen nè. Nhưng mà chị lại không thấy tóc vàng. Cái này cũng không phải luôn. Nè em ta. À, cuối cùng cũng thấy rồi. Thiệt tình. Thấy nè. Đó. Thấy cái này sao nó dễ quá. Mình kiếm cái một. Mình kiếm cái áo nữa. Trời ơi, nó nhiều quá cho nên là chị kiếm rất là khó khăn luôn. Bạn nào nhanh mắt, nhanh miệng, nhanh tay thì hãy kiếm phụ chị nhé. Chiếc váy đây, rồi cái áo ở đâu? Có bạn nào thấy chiếc áo không? Trời ơi, cái này giống như là trò chơi thằng bí. À, đây, thấy rồi. Cuối cùng chị cũng kiếm ra được nè. Xong rồi, rất là xinh luôn. Phải nói là cô gái này rất là đẹp và đa dạng. Cô có thể mặc được tất cả các loại trang phục đều rất là xinh ha. Bây giờ mình sẽ xem bức tranh thứ hai. Đây, mình lại tiếp tục đi kiếm mẫu tóc nè. Vừa cái là chị thấy mặt cái tóc của nó liền. Nhiều cái tôi nhìn cái là thấy. Còn nhiều cái, ôi thôi, chị kiếm mãi mà nó không ra luôn á. Đó, đây cái này nhanh gọn lẹ nè. Kiếm trong thời gian tích tắc rồi. Wow, hãy cho chúng ta một tràng vỗ tay nào. Xong rồi. Vỗ tay. Tấm thẻ màu hồng. Ôi, cô gái thật là dễ thương. Ai, bây giờ mình lại tiếp tục kiếm rất là nhanh. Và chúng ta đã kiếm được màu tóc rồi. Chiếc váy nhơ bông trắng rất là xinh. Kế tiếp là một chiếc áo. Ta-da, cái này thì cũng kiếm nhanh này nha. Bây giờ mình sẽ đến với bức tranh thứ hai. Đó chính là cô nàng tóc tím đã nói tay thỏ mà. Cái này nè, mấy em xem nè. Cái này cũng được luôn. Mà chúng ta cũng có thể qua cái cô nàng bên đây nè mấy em. Đây nè, đó thấy chưa. Có đội sẵn rồi nè. Chiếc váy y xì luôn, y chang luôn. Nhưng mà chúng ta ở bên đây thì nó chưa có mặt. Cho nên là mình sẽ qua bên đây luôn. Thấy chưa, nó là dễ thương. Xong rồi, mình chỉ cần tắm thẻ cung cùi. Lần này tung đi là màu. Để xem là cô này nào trước. Cái này hơi ăn gian nha. Tung lại. Ờ, rõ chán chưa. Một cô này dân tộc. Thấy dân tộc không? Để kiếm đồ thôi. Còn ít này bây giờ là dễ kiếm. Dành vô cái thấy liền luôn á. Còn hồi nãy á, mới đầu vô nó rất là nhiều. Cho nên là chúng ta rất là mất thời gian để đi kiếm đúng không nè. Đó, xong rồi nha.
cần câu cuối cùng thôi. Thì ở trong cái hộp này còn những gì thì mình lo ra hết luôn nè. Đó. Còn sáu chuyện nữa không? Để mình sẽ nhìn gì ta. Cái này là gì đây? À, cái tóc nha. À, một chiếc áo. Đây là công chúa Trung Quốc nè. Ủa cái này nó nằm ở đâu vậy mấy em? Ở đây hả? À, ở dưới đây. Đó, rồi xong rồi. Ta-da, và như thế là chị hoàn thành lắp những miếng ghép mảnh lại thành một nàng công chúa có những bộ váy thật là xinh xắn và đáng yêu. Đó, các bạn có thích những cái trò chơi này không? Nếu như các em thích trò chơi này thì hãy liên hệ ngay với Shipbook TV qua số điện thoại 0937899707 đi đặt hàng nha. Còn bây giờ thì bye bye.